Trong tổng thời gian 15 phút, mỗi đội hãy tự chọn một tiểu phẩm, kịch ngắn, thời lượng 3 phút để biểu diễn cho khán giả chấm điểm. Trời ơi, suy nghĩ coi, suy nghĩ đi. Rồi, chị nè, khăn nữa nè. Em làm cho chị. Rồi. Một bộ đồ đen này, mẹ thấy con đã đủ đẹp để có thể chinh phục được hoàng tử. Con yên tâm, sắc đẹp của con được thừa hưởng bởi sắc đẹp của mẹ mà. Sao đâu? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trời ơi, con muốn lửa hả con? Ra đây! Chống hông dưới nè, khởi động nè. Con ấy mông nè. Rộng hơn. Rộng hơn. Đúng rồi. Sau. Sau. Trước. Hông. Hả? Cố gắng lên anh. Anh sẽ làm được. Mua tiếp. Hả? Cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Xoay. Và bây giờ anh phải làm cái động tác này nè. Sau khi cái động tác này anh mới đưa những ra cầu hôn được, anh nhớ không? Dạ. Ok. Rồi anh nhìn trước nha. Nhìn tôi thị phạm trước nha.